Xin chào các bạn, tụi mình đang đứng ở tiệm cây kiểng ở Hà Lan. Bên này tất cả các siêu thị đều có bán củ hoa giống theo mùa. Nhưng tụi mình vô tiệm cây kiểng này mình mua thì có nhiều loại đẹp hơn và rẻ hơn ở siêu thị. Đây là những loại hoa để trồng cho mùa đông, như hoa tulip nè. Như trước đây tụi mình đã xem vườn hoa tulip ở Hà Lan có hơn 800 loại hoa tulip. Ở đây mình thấy có vài chục loại hoa tulip. Mình sẽ chọn mua củ giống về trồng. Mỗi bịch có số 20 là 20, 15 là 15. Mình nói nhảm. Ai cũng biết 20 là 20 hết các bạn. Nói chứ giá tất cả các loại củ giống đều giống nhau. Cứ một bịch là 7 đồng. Nếu mình mua 2 bịch là 13 đồng. Chỉ khác nhau là trong bịch đó là bao nhiêu củ. Có bịch đó là 20 củ, có bịch loại đặc biệt là có 5 củ. Có bịch loại này là 12 củ nè. Tùy theo loại hoa, như loại này có 5 củ nè, rất là đắt. Loại này ở đây 5 củ 7 đồng. Mình thấy trên mạng bán đắt hơn, 5 củ mà tới 19 đồng. Được một cái là ở tiệm này gần nhà mình, với lại có nhiều loại hoa để mình chọn lựa để trồng. Đó, các bạn thấy không? Nhiều loại hoa tulip lạ, đẹp. Năm nào mình cũng tới đây mình mua. Nhìn loại nào mình cũng muốn mua. Phải nói là muốn nhịn ăn để mua hoa để trồng. Có loại hoa tulip truyền thống hay là rẻ, 7 đồng 50 củ. Hoa tulip màu đen, gọi là nữ hoàng bóng đêm. Hoa màu đen này rất là hiếm. Đây là hoa dạ lan hương, có đủ màu trắng, hồng, tím, đỏ. Đó là con nít ế tan hả? Nè, ở hắn thật nè. Đó là nít bé sao. Anh Khoa Lan nói có những loại hoa chính phủ trồng trước nhà mình, cho nên mình đừng mua. Bên này là hoa xương rồng, có đủ màu luôn các bạn ơi. Đỏ, tím, vàng, cam. Cái chậu với cây chuối 160 đồng. Strelitzia. Oh my. Le fait.
niet real. Ja, maar echt mooi. Looks like a parrot. En die vogel. Ja. Nog lijn, niet real hoor. Kut, lijn om in. Ik vraag me af wat ze vandaan doen. Ik denk allemaal uit Nederland. Je moet je collega van nu maken. Dat is wel mooi. Jelle heel blij met zijn kaktus. Hij hoeft niks te doen. Ik heb hem vergeten. Nói xương rồng này trồng không phải tưới nước, có những loại hoa nhìn giống hệt con cò. Những chậu hoa xương rồng nhỏ này giá từ 5 đồng cho tới 20 đồng, 30 đồng là những loại cây lớn. Ở vườn này họ bán củ giống hoa cho mùa đông từ tháng 9 cho tới tháng 12 nhé các bạn. Mình đã chọn mua củ giống xong, rồi mình bắt đầu trồng. Dĩ nhiên là mình chọn loại đặc biệt, màu đen. Và đây là củ dạ lan hương mình trồng trong nhà. Và 100 củ hoa tulip truyền thống. Bịch 100 củ hoa tulip truyền thống này năm nay quá to luôn. Loại hoa này dễ trồng, dễ lên. Mình trồng hoa, tiêu chí của mình là năm sau đẹp hơn năm trước. Mà bây giờ mình thấy năm sau to hơn năm trước rồi. Hà hà. Mà nhìn ngộ các bạn, những giống mới, hoa càng đẹp, củ càng nhỏ. Những hoa cũng nhỏ. Mà năm nay bự, những năm trước mình mua cũng bự nhưng mà không có bự, năm nay bự quá chừng. Nhìn giống như củ hành của mình. Cái nụ hoa trồng lên nụ hoa đẹp lắm. Năm nay năm cứng. 7 đồng mà có 5 củ. Đắt ơi là đắt. Cứ tưởng tượng. Một củ hoa lai này giá bằng 10 củ hoa thường. Nên nó đặc biệt ha các bạn. Bên này là củ hoa dạ lan hương. Củ này thì giống củ hành tím hơn. Hoa dạ lan hương này mình sẽ trồng trong nhà ấm, nên hoa sẽ nở sớm vào dịp Tết ở Việt Nam. Hoa dạ lan hương này năm nay mình mua rẻ hơn, 12 củ 7 đồng. Năm trước mình mua 6 củ 7 đồng. Gần 3,6, 3,59. 100 củ hoa này năm nay quá to luôn. Mình cân thử 3,6. Mình cũng trồng một ít củ hoa tulip ở trong nhà để hoa nở sớm hơn. Mình nhét hoa đẹp ở chính giữa. Xung quanh là hoa tulip truyền thống. Những hoa tulip lai giống mới này sẽ lên chậm hơn là hoa tulip thường. Mình đã trồng những loại hoa trong nhà xong. Rồi mình tưới nước. Đây là sân sau nhà mình. Mình trồng hơn 20 củ hoa tulip. Còn lại mình trồng trước nhà. Đây là sân trước nhà mình. Mình sẽ trồng hoa tulip ở đây. Mình trồng trong khung dưới tán cây nguyệt quế. Qua tháng 12 lạnh mà hoa cẩm tú cầu nhà mình vẫn còn nở to đẹp.
mình sẽ bắt đầu trồng hoa tulip. Những hoa tulip truyền thống thì nở trước, qua tháng 3 là mình đã có hoa, xong rồi tháng 4, tháng 5 thì hoa, những giống hoa tulip lai nở sau. Cho nên mình có được hoa dài tháng luôn. Những củ hoa tulip lai nở đẹp, nở chậm và thời gian rất lâu. Năm trước mình cũng trồng hoa lai đẹp, cho nên năm nay mình tiếp tục mình trồng. Mình sẽ làm đất để trồng hoa. Những củ hoa tulip cũ này, những năm trước còn lại, mình bỏ đi. Nếu mình để hoa này của năm trước lên thì không có đẹp và hoa thưa. Bên này người Hà Lan mỗi năm đều mua củ mới để trồng. Mình cũng mua củ mới trồng mỗi năm. Loại hoa này là rẻ, không có đắt. Mình trồng độ sâu là 10 cm. Hàng cách hàng cũng 10 cm nha các bạn. Mình muốn trồng hoa dày hơn, đẹp hơn thì mình trồng khít lại khoảng 8 cm. Đó là giống hoa truyền thống. Còn những giống lai thì mình trồng thưa hơn vì hoa nở to hơn. Mình đã trồng hoa xong và xin dừng video ở đây. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kế tiếp. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem hết video và đừng quên bấm đăng ký để xem video mới nhé. Xin chào.